Hello mọi người, lại là mình đây. Thì ở đây mình có nhận thấy là mình đã tăng cân khá là nhiều sau kỳ nghỉ Tết. Và kiểu mình cũng kiểu sau nghỉ Tết lại còn kiểu cách ly, không cách ly mà giãn cách luôn ý. Nên là mình ở nhà cũng kiểu ăn uống nó khá cũng kiểu bị thả phanh ý. Nên là cân nặng của mình tăng khá là nhiều. Chính vì vậy mà mình quyết định đã thử thách mình trong vòng một tuần. Và cái vlog này sẽ là về một cái chủ đề lần đầu tiên mà mình thử, đó chính là thử thách giảm cân trong vòng 7 ngày. Và cái chế độ mà mình chọn đó là GM Diet, hay còn gọi là General Motor. Thì cái chế độ này trong vòng một tuần thì mình có thể giảm được khoảng từ 4 đến 8 cân. Nhưng mà mình thấy là hầu như mọi người đều giảm được 4 cân ý. Nói chung là mình thấy cái đấy cũng là một cái cân nặng giảm được như vậy, mình thấy cũng khá là ưng ý rồi. Cái GM Diet này mình có đọc ý, thì nó còn được cho là nó giúp thanh lọc cơ thể và giải độc cơ thể. Và đây là một cái chế độ mà kiểu nó, mình thấy là nhiều bạn YouTube của mình xem thì nó là đây là một cái chế độ giảm cân nó cũng khá là lành mạnh. Thì cái phương pháp giảm cân này chủ yếu là sử dụng những cái thực phẩm mà nó có lượng calo rất là thấp để làm cắt giảm cái lượng calo mà mình nạp vào trong cơ thể, thì từ đấy sẽ giảm được cân đấy mọi người. Và đây là một số những cái nguyên tắc chung cho cái phương pháp giảm cân này. Một ngày thì mình nên uống từ 8 đến 12 ly nước. Mình có thể tập thể dục nếu như các bạn muốn, nhưng mà không nên tập trong 3 ngày đầu tiên nha, vì nó sẽ rất là mệt. Không được phép ăn đậu vì chế độ này cho rằng nó có chứa nhiều calo và dễ gây tăng cân. Mình có thể uống cà phê hoặc trà xanh nhưng mà không cho thêm chất làm ngọt. Và không được uống những loại thức uống như là soda, rượu hoặc là các đồ uống có nhiều calo khác. Và mình được phép ăn từ 2 đến 3 chén súp GM Wonder mỗi ngày. Đây là loại súp làm từ bắp cải, cần tây, cà chua, hành tây và ớt chuông. Thì chủ yếu là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ đi cân để mọi người xem cân nặng của mình hiện tại nha. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu ăn sáng. Đó, và cái ngày đầu tiên thì theo như trong thực đơn ở đây là mình có thể ăn bất kỳ loại trái cây nào và không quy định lượng tối đa trái cây mà mình tiêu thụ. Khuyến khích là ăn dưa hấu để giảm cân nha mọi người, và đặc biệt là không được ăn chuối. Đó, thì mình thấy cũng khá đơn giản thôi. Thì bữa ăn sáng thực đơn đầu tiên của mình là vào lúc 8:30, nhưng mà kiểu vì mình dậy muộn ý nên là mình không ăn được lúc đấy, và bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn bữa đầu tiên. Bây giờ tầm hơn 9 giờ. Không ấy. Nhưng mà đến bữa tiếp theo của mình là phải tận 4 giờ cơ. Nên mình sẽ quyết định đi ngủ một chút và sau đó sẽ ăn. Đó, bây giờ mình đi ngủ nha. Và có gì thì mình sẽ cập nhật cho mọi người tiếp nè. Hello mọi người, đến bữa tối rồi đây. Thì bữa tối hôm nay của mình là mình có ăn 1/4 quả dưa hấu này, 1/4 không là 3 múi bưởi với cả 1 quả táo. Bởi vì là sáng nay ý, thì mình ăn rất là ít, tổng cộng cái lượng hoa quả mình ăn rất là ít nên mình thấy rất đói rất là nhanh, mà mình chỉ có một bữa lúc 6:30 và 8:30 thôi, nên mình quyết định là bữa này mình sẽ ăn nhiều hơn. Thì mình không ăn hết ý, nên mình sẽ để lại phần này và đến cái bữa cuối cùng lúc 8:30 thì mình sẽ ăn tiếp. Sang ngày thứ hai
mình cảm thấy đỡ đói hơn hôm qua. Đấy, đấy là một cái tích cực là như thế. Và mình cũng vừa cân thì mọi người có thể thấy là cân nặng của mình so với hôm qua là giảm đi 1 cân lúc đó nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn bữa sáng đầu tiên. Ngày hôm nay của mình thì là ngày chỉ ăn toàn rau củ, ngoại trừ là mình phải hạn chế cái lượng khoai tây trong bữa sáng. Đó là trong đơn thì bắt đầu có cái gì như vậy. Đó, thì bữa sáng hôm nay của mình có nấm kim châm này, ớt chuông và nấm đùi gà. Mình sẽ ăn nha. Mọi người nên ăn rau củ luộc hoặc là hấp, hoặc nếu như mà xào thì mình nên cho thật là ít gia vị thôi, không nên cho quá mặn, và nên thay dầu ăn bằng dầu ô liu nha. Sang đến bữa phụ này thì mình ăn một nửa chiếc súp lơ luộc và mình chấm cùng với suất tiêu đen, bởi vì cá nhân mình là kiểu không ăn được nhạt nhẽo ấy, nên là mình phải chấm một cái gì đó ấy. Thì bây giờ đang là khoảng tầm gần 5 giờ mà lẽ ra cái bữa của mình là phải ăn từ 4 giờ và bữa tiếp theo là 6 giờ 30 cơ. Và một bữa cuối cùng là lúc 8 rưỡi thì mình lại bị muộn mất, nên là mình quyết định là ăn lúc bây giờ và ăn lúc vào tầm 7 giờ 45 để cái bữa cuối cùng trong ngày. Mình nghĩ như vậy sẽ ổn hơn, nếu không thì lại phải bị lệch giờ quá ấy. Thì cái bữa hôm nay mình ăn là salad cùng với cả một chút khoai lang. Mình ăn với sốt mayonnaise. Nó chỉ có rau không thôi, vì kiểu nếu mà không có thịt ý, thì mình không ăn được với cà chua nên là đó. Mời mọi người nha. Ngày hôm nay thì mình không thấy bị đói như là ngày đầu tiên mà ăn toàn hoa quả, vì cá nhân là ăn rau củ mình cũng có thể chế biến nhiều loại, nhiều cách làm kiểu mình cảm thấy nó ngon hơn là ăn chỉ hoa quả không ý. Gợi ý cho các bạn, nếu như các bạn không ăn được rau thì có thể thay bằng các loại nấm, vì nó sẽ có vị như kiểu thịt ý, nó sẽ ngon hơn. Ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ kết hợp ăn rau củ và hoa quả. Thì mình sẽ chia bữa sáng và bữa phụ đầu tiên là mình ăn hoa quả, còn lại thì mình sẽ ăn rau củ. Tuy nhiên thì kiểu mình cảm giác ngày hôm nay mình cũng không quá là đói, nên là mình đã cắt bớt cái bữa phụ cuối cùng là lúc 8 giờ 30 đi, và mình chỉ kết thúc bằng bữa tối lúc 6 giờ 30 thôi. Và đến trưa nay thì mình lại ăn cái món rau củ xào mà mình đã xào từ tối hôm qua. Chiều thì mình có đi cà phê với em gái nên mình đã chọn nước ép dứa để làm món phụ của buổi chiều. Tuy nhiên thì kiểu vì nước ép có một chút sữa ấy, nên mình cũng không dám uống nhiều mà mình chỉ uống một nửa cốc thôi. Tối nay mình có súp lơ với cả nấm hương tươi. Mình sẽ xào lên. Chắc chắn là mình sẽ dùng bơ rồi, bởi vì thực sự là mình không ăn được luộc. Mình cảm thấy nó không có vị. Và chúng ta đã đến ngày thứ 4 rồi, thì hôm nay thì mình chỉ được ăn chuối và uống sữa thôi. Thì giới hạn là mình chỉ được ăn tối đa 8 quả chuối và 4 cốc sữa. Và buổi sáng thì mình quyết định là ăn 2 quả chuối và sau đó bữa phụ thì ăn thêm 1 quả chuối nữa. Tuy nhiên thì vì mình mua nhầm chuối nhỏ nên là thực sự quá là đói luôn. Bây giờ mình đang ngồi chút thì sắp tới bữa tối thì kiểu ngày hôm nay mình ăn chuối thì mình để đói mấy ngày trước. Đầu tiên là mình mua cái quả chuối bé lắm, mình không nghĩ là nó sẽ đói thế đâu. Xong rồi mình mua chuối to hơn thì cái bữa này ấy thì kiểu bạn mình có bảo là nếu mà bạn nào mà đau dạ dày thì không nên ăn chuối, nên là mình có tìm hiểu thì các bạn kiểu nhớ mua cái chuối tây chứ đừng mua chuối tiêu nhé, bởi vì mua chuối tao hoặc là cái chuối tiêu ấy nó sẽ kiểu nó sẽ không tốt cho những bạn mà bị đọ giấy. Đấy, bữa này mình khá đói nên là mình kiểu uống nhiều nước hơn so với bình thường. Mình kiểu luôn luôn cầm sẵn cái chai này để trong phòng để mà uống ấy, vì cốc nó quá ít thôi mình.
thì hôm nay mình có cân, mình có cân lại. Ờ, từ ngày đầu tiên đến bây giờ thì bốn ngày rồi mình giảm được 1.5 cân thôi. Kiểu mình ăn cảm thấy là so với mấy bữa trước thì mình ăn cái khẩu phần ăn của mình nhiều hơn so với mấy cái bạn mình có xem ở trên YouTube, nên là cân mình nó cũng kiểu giảm, nó cũng phụ thuộc vào cái đấy. Mà kiểu mình lại kiểu sợ bị đói nên là mình cũng không dám ăn ít quá. Mà thôi, mình thấy nếu mà giảm bây giờ giảm 1.5 cân mình cũng thấy khá ổn. Đó thì hiện tại bọn mình chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Thực sự là 2 ngày bởi vì là cái ngày thứ 6 của mình ấy thì buổi tối mình phải đi ăn sinh nhật, nên chắc là mình sẽ kết thúc cái bữa giảm cân của mình vào ngày hôm đấy. Nhưng mà nói chung là mình cũng khá ổn bởi vì cái ngày 7 thì là kiểu ngày 6 thì đến tối mình mới ăn cơ, mình vẫn ăn được đến giữa bữa của ngày thứ 6. Còn đâu ngày thứ 7 thì theo thực đơn thì nó cũng như kiểu eat clean ý, thì mọi người cũng có thể ăn ở đấy. Một số bạn mình xem thì cũng kết thúc từ ngày thứ 5 và cũng giảm được khá nhiều, nên mình lại cũng khá ưng ý. Mà nói chung là bạn nào mà không chịu được thì mình nghĩ chắc là cái chế độ giảm cân này thì cũng nó cũng sẽ hơi mệt một chút trong mấy ngày đầu như này đấy. Còn đâu mấy ngày sau kiểu mình ăn nó có thịt, có rau vào rồi thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Ngày hôm nay thì mình sẽ phải ăn 2 phần thịt gà, bò hoặc cá và mỗi phần là 284 gram. Điều đây mình đã có cân sẵn rồi nha. Đó, sau đó thì mình sẽ ăn thêm, được ăn 6 quả cà chua thì mình sẽ ăn bữa này 3 quả và bữa sau 3 quả. Mình cũng đã mua sẵn cà chua rồi đây. Hôm nay thì mình muốn thay đổi một chút, mình sẽ không ăn ức gà nữa mà mình thay bằng cá hồi là 284 gram cá hồi cùng với 3 quả cà chua. Thì mình cũng tương tự, thì tuy nhiên là mình đã áp chảo cá hồi này lên và sau đó mình sốt cà chua. Đó, thì đây là bữa ăn của mình và đây cũng là bữa ăn cuối cùng trong cái quá trình giảm cân này của mình, và mình sẽ cập nhật cân nặng của mình sau đó vào sáng ngày hôm sau nha, bởi vì cân lúc no và lúc đói sẽ khác nhau đấy. Cái quá trình giảm cân của mình đã kết thúc rồi. Thì có một điều rất là xin lỗi mọi người, đó là ngay sau cái hôm mà mình ăn cái bữa thịt và cá chua đấy thì buổi tối mình lại có một bữa tiệc bất ngờ dành cho em gái mình, là bữa tiệc sinh nhật, và sau đó tối thì bọn mình có ăn luôn. Nên là sáng ngày hôm sau thì mình đã tăng lên 10 lạng, là thành 48.35 cân. Thì nói chung là sau 5 ngày ăn thì mình thấy là cân nặng của mình đã giảm được 2 cân so với những gì mình mong muốn. Thì mình thấy cũng khá là ưng ý và kiểu không bị đói quá, không bị mệt quá đâu. Nên là mọi người có thể thử sử dụng cái phương pháp giảm cân là GM Diet này. Và nếu như mọi người thấy cái menu giảm cân này của mình nó cũng phù hợp và mọi người nghĩ là có thể ăn được theo menu của mình thì mọi người cũng có thể ăn theo, hoặc là mọi người có thể thử theo cái menu mà người ta đã có sẵn trên mạng. Thì mình thấy cái menu ấy cũng khá là hay và cũng nói chung là cũng tương tự như mình thôi, chỉ là thay một chút đi thôi. Thì mình chúc là mọi người sẽ giảm cân thành công nếu như mà mọi người sử dụng cái phương pháp này giống như mình nha. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết vlog. Và mình mong là mọi người hãy like video nếu như mọi người thấy nó hay, và hãy nhớ subscribe cho kênh của mình. Và đừng quên follow mình trên Instagram nha. Bye bye mọi người.